Ở nhà vẫn vui với hai cách làm món ăn vặt từ mì Ý. Món này cực kỳ dễ làm, nhanh gọn và ăn rất là ngon. Trước tiên các bạn chuẩn bị một ít mì Ý nha. Mì này mua rất là dễ, mình được shopee ship đến tận nhà cho nên không phải lo. Bắt một nồi nước sôi, cho một ít dầu và một ít muối. Mình sẽ luộc từ 8 đến 9 phút theo như chỉ dẫn trên gói mì. Sau đó sẽ vớt ra để nguội và ráo nước. Mình chia sẻ với mọi người cách thứ nhất là sẽ dùng nồi chiên không dầu nha. Mình cho vào đây bột mì đa dụng, bột ớt và gia vị tiêu chanh. Mình trộn cho bột mì và gia vị thấm đều vào từng sợi mì. Sau đó các bạn cho vào nồi chiên không dầu và cố gắng dàn đều cái sợi mì ra nha. Thì cách này có ưu điểm là nhanh gọn, nhưng mà thành phẩm thì không được ngon bằng cách thứ hai. Khi ngập dầu thì sẽ ngon hơn rất nhiều. Mình cũng ướp vào đây bột mì và thêm 2 muỗng muối hảo hảo nữa. Vì phải chiên ngập dầu thì mới ngon. Khi dầu hơi sôi lăn tăn thì mình sẽ bỏ mì vào. Các bạn đảo đều và nhẹ tay để những cái sợi mì nó tơi ra. Và nhớ đứng canh liên tục cho đến khi nó đổi màu vàng nâu là các bạn vớt ra liền nha. Thành phẩm không hề bị ngấy dầu, rất là giòn và thơm ngon. Các bạn có thể thay đổi gia vị hoặc lắc thêm với bột phô mai. Các bạn sáng tạo thêm được hương vị nào thì chia sẻ với mình nha. Anh của mì Hàn Quốc thì đừng bỏ qua món này nha. Tuy phải hạn chế ra ngoài nhưng mà vẫn muốn làm một bữa tối thú vị cho hai đứa. Đang đắn đo thì mình thấy có loại mì lẩu thả hải sản này hay hay nên mua thử luôn. Trong này có gói gia vị rồi nên mình không phải lo về vấn đề nước lẩu nữa. Một gói như vậy là các bạn nấu được nửa lít nước dùng. Quá là phù hợp để nấu lẩu tại vì bình thường mình thấy cái gói gia vị không có to như vậy. Mình cho 1 lít nước sôi, sau đó cho gia vị và 2 gói rau vào trước. Mấy loại topping các bạn cũng có thể mua siêu thị online nên hạn chế ra đường nha. Mì sẽ được nấu trong vòng 4 phút rưỡi. Sợi mì này thì quá nổi tiếng rồi, làm từ trứng và khoai tây không lo bị nóng. Chỉ có 2 gói mì thôi mà các bạn có thể đếm được bao nhiêu loại topping ở trong cái nồi này không? Dù là nấu ở nhà mình vẫn cố tạo cảm giác giống như đang buffet lẩu vậy đó. Vừa nấu vừa phải quay phim cho các bạn xem cho nên mình cứ sợ cái sợi mì nó bị trương lên á. Đã nấu lố hơn 4 phút rưỡi rồi nhưng mà sợi mì không có bị bở nha. Công nhận là ăn còn ngon hơn mì Hàn Quốc mà mình hay ăn nữa đó. Còn nước dùng mình cứ sợ nó bị nhạt do quá nhiều topping á, nhưng mà nó vẫn rất là đậm đà. Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa lẩu thỏa mãn như vậy. Các bạn ở nhà nhớ làm thử nha. Bữa giờ các bạn ăn mấy gói mì rồi? Nếu như đã hơi ngán rồi thì hôm nay mình sẽ thử một cách chế biến mới nha. 10 loại mì mà các bạn phải luộc lên hoặc là chỉ cần ủ với nước sôi thôi. Trong lúc đợi mì chín á thì mình sẽ pha một cái nước sốt tương ớt này rất ngon. Khoảng nửa muỗng đường nè, 2 đến 3 muỗng tương ớt. Cái tương ớt chin su này á thì nó sệt sệt và lên màu rất là đẹp. Nó có một cái vị cay thơm rất là kích thích vị giác. Nặn thêm một ít chanh và cho khoảng nửa gói gia vị mì vô. Các bạn khuấy đều nó thành một cái sốt sệt sệt như vậy. Sốt này á các bạn trộn với mì gói hay là mì trứng cũng đều rất là ngon luôn á. Ở nhà có rau, thịt luộc, xúc xích hay là tóp mỡ gì đó thì các bạn cho vô trộn chung luôn. Món này đơn giản cực kỳ nhưng mà rất là ngon á. Các bạn xem clip có thấy thèm không thì hãy nhớ thử công thức này nha. Hôm nay mình sẽ thử nấu mì gói theo một cái công thức rất là nổi tiếng trên TikTok hiện giờ. Trong lúc chờ luộc mì thì mình sẽ cho 2 cái trứng ra tô, bỏ thêm mayonnaise nữa cho nó thêm béo. Tiếp theo là cho gói rau và gói gia vị có sẵn trong mì. Rồi mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này. Chưa gì mà đã thấy màu sắc rất là hấp dẫn rồi nha. Sau khi mì sôi và chín thì mình sẽ đổ nước sôi vào cái phần trứng này và cho mì ra tô luôn. Mình xác nhận là làm kiểu này rất là ngon, cực kỳ phù hợp cho bạn nào ăn mì mà thích húp nước dùng như mình á. Nếu mà thích ăn nước dùng sệt á thì nhớ bỏ ít bột nêm thôi nha. Những ngày lễ là những ngày mà mình cực kỳ lùi ra ngoài đường luôn á, nhưng mà vẫn muốn nấu một món gì đó ngon như ngoài quán. Tuy vậy mình cũng khá vụng về, không có tự tin lắm, nên lần này sẽ biến tấu món ăn từ 2 gói mì xào tương đen mua sẵn trong siêu thị. Nguyên liệu hôm nay á, mình có khoảng 150g thịt ba rọi nhưng mà đã bỏ da. Phần này mình sẽ cắt nhỏ thành hình vuông. Nguyên liệu rau củ tiếp theo là tùy sở thích của mọi người. Ở đây mình chọn bí ngòi và bắp cải là 2 loại mà ăn nó sẽ hơi giòn giòn một chút. Tất cả mình sẽ đều cắt thành hình khối vuông hết. Một số gợi ý khác cho các bạn là mình có thể dùng khoai tây hoặc là nấm đùi gà. Phần thịt heo cũng có thể đổi thành thịt bò luôn. À, và trong lúc mà mình chuẩn bị các loại nguyên liệu này á thì mình cũng đã đi luộc mấy cái trứng gà ta. Và khẩu phần hôm nay á là mình dùng cho 2 người. Tuy nhiên nấu ăn ở nhà thì các bạn có thể hoàn toàn gia giảm theo ý thích của mình. Mình dùng thêm hành tây và một ít tỏi băm cho món ăn nó thơm hơn. Chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi rồi, mình sẽ bắt bếp lên để xào chín thịt và rau củ. Mình không dùng thêm dầu ăn tại vì phần ba rọi này nó sẽ ra rất là nhiều mỡ. Mình rang thịt tầm 5 đến 10 phút á thì sẽ bỏ đi cái phần mỡ thừa này. Lúc này mình mới cho tỏi băm vào phi thơm lên, sau đó mới lần lượt cho các nguyên liệu khác vào. Lúc mà mình làm tới bước này á, cả căn bếp đều thơm ngào ngạt, kiểu rất có hương vị của hạnh phúc á. Sau mình vui đến nỗi đã quên quay cái khúc mà bỏ 2 gói tương đen vô rồi. Xào xong phần sốt thì bây giờ mình sẽ luộc mì trong vòng 4 phút theo như hướng dẫn trên bao bì. Khi mà mì chín á thì mình sẽ có 2 cách trình bày món ăn này. Cách thứ nhất á là mình sẽ bỏ mì riêng, sau đó rưới sốt lên, bỏ thêm một cái trứng luộc cắt đôi cho nó màu sắc hơn. Cách thứ hai là mình sẽ bỏ mì vào chảo và trộn đều trước khi dọn ra.